Music. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với The Voice of Freedom tìm kiếm cảm giác đấu tranh 2018, một show của trẻ yêu nước đang đi đến cái vòng chung kết. Thì hôm nay đây có nhạc sĩ Trần Quân và anh Mừng Công Thanh, là một tiếng nói đấu tranh chung kết của anh em Sài Gòn. Cảm ơn ngày mai. Dạ, chào quý vị khán giả. Cũng là ban nhạc chúng tôi xin tiện thể hỏi về một cái góc độ chuyên môn về âm nhạc, thì xin nhạc sĩ Trần Quân anh có thể nhận xét như thế nào về ba bài này các bạn? Dạ, cảm ơn Trần Quân vì thì cao cô đi cũng đến đây tham dự như là một người đóng góp vào cái phong trào của nhà của tôi, thì tôi cũng phải là chống cái này đi làm quá thể đâu, làm sao có mình có chuyên môn mình nhận xét cho nó có một cái tinh thần phong trào một xíu, nó rõ ràng một xíu nhà. Thì những vị cũng biết là cái chương trình giải đại hội này đã rất là nhiều bạn ở các nơi gửi về tham gia chương trình rất nhiều bài, nhưng mà cuối cùng thì chọn ra được là ba bài cũng như là ba giải, giải nhất, giải nhì và giải ba. Thì tôi thì nghĩ là trong ba giải này thì mình rất là khó làm sao để mình chọn, làm sao cho được một cái giải như nào là như nó, nhưng mà tôi cũng cố gắng thôi. Thì bài thứ nhất thì tôi xin chia sẻ là cái bài Anh Sẽ Về, cái bài của thơ của Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Huỳnh Bình của thơ. Và bài thứ hai là một cái bài khi Trần Thức Năm Nguyên và tác giả cũng chưa biết khi nào gửi về, cho tới giờ thì tôi không biết, tôi nghe qua thôi. Bài gọi là một cái bài thứ ba, cái là bài Anh Đi Chuyên Nhìn, là một sáng tác của Phạm Đình Trương, bài này khá lâu rồi. Thì trong ba giải này thì tôi nghĩ là theo cách mà tôi đưa ra đó, thì tôi nghe với cá nhân tôi đó, thì cái bài mà được mà đánh giá như cái đánh giá cộng đồng, có cái gọi là có cái tinh thần cộng đồng, mà có tinh thần là cơ thể là ngồi với nhau để hát cùng với nhau hoặc cùng bài nhìn với nhau, trong tinh thần cái bầu một không khí mà gọi là yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu chuộng những sự thật. Thì cái bài mà Anh Đi Chính Địch của Phạm Đình Trương thì như quý vị cũng biết cái lời bài hát nó lâu rồi, nhưng mà cho tới ngày nay nó rất sâu xa, rất hay. Nhưng mà thật sự là với cái cộng đồng mà theo tôi nghĩ là các chị lớn tuổi, các chị đó là hát tham gia rất là nhiệt huyết và nhiệt tình lắm, nhưng mà để còn đi vào cái gọi là cho truyền tải cho người nghe thông qua âm thanh và cái khán sắc thái để cùng nhau hiểu được cái chất lượng qua cái cuộc thi đó, thì nó cần đòi hỏi những yếu tố lắm. Thứ nhất các chị là tham gia là các chị là không có đầu tư nhiều lắm về cái trong tiền thu âm, vì chỉ là thôi mình hát cộng đồng, hát quần chúng thì mình ở trong cái góc độ nào có thể mình quay hát như thế nào cũng được. Nhưng mà theo tôi thì tôi cũng hơi khó lắm, tại vì đối với tôi cũng là người hát đi hát cộng đồng mà, cho nên là khi mà nếu mà mình nói cộng đồng thì tôi nghĩ cái bài này là vẫn nằm ở trong cái quyền xíu anh Thanh có thể chia sẻ nha, tại vì mình lên đây em nhận xét thôi, nhưng mà bây giờ đưa ra cái giải thì xíu mình sẽ quay cái ảnh với tổng thể anh Thanh. Còn đó là cái gọi là bài thứ ba, bài là các chị hát. Thì tôi quay trở lại cái bài thứ nhất là bài Anh Sẽ Về của thơ Trần Huỳnh Duy Thức và Trần Quân Bình làm nhạc, viết nhạc đó. Thì cái bài này thì có một sự mong ước, một cái sự mong ước trong một cái văn hóa khác, ở khác nào đó, nhưng mà chúng ta hầu như ai cũng đều mong muốn anh trở về những cái tinh thần thật sự để thân yêu thương tổ quốc, yêu thương đất nước. Thì cái bài mà chúng ta nghe, nhưng mà đặc biệt
sự truyền tải cái bài hát này là một cái người rất lớn tuổi. Anh này anh lớn, em theo ý là cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà em thích cái giọng anh này, một cái bài hát trước đây này cũng nghe đó, thì anh có một cái giọng trầm ấm mà nó rất là mạnh mẽ đấy, mạnh mẽ trầm ấm. Những người không rất là cái giọng như vậy đấy. Thì cái bài này anh truyền tải cái bài, anh sẽ về anh truyền tải cái bài này, em phải khá thích thú. Nhưng mà thì để chút xíu nữa chúng ta sẽ quay trở lại, chúng xin quay trở lại chúng ta tập kể như thế nào ra sao ha. Mình sẽ quay trở lại bài số 2. Bài số 2 là cái bài Khi đất nước lâm nguy của tác giả mới, hoàn toàn mới. Theo mình chẳng biết tác giả này đâu mà người ta phải theo tham gia là như thế nào, mà mình thấy cái bài này nó hay quá, nó hay, nó làm cho mọi người cảm thấy nó có sự tình, hay là cảm giác có điều gì đó với này đất nước của tổ quốc mình đó. Và em nói với những nhận xét chia sẻ về cái ba tiết mục mà được vào vòng chung kết ra chấp hành đó, thì không biết anh Thanh, theo anh Thanh thì anh có nhận xét gì? Theo mình thấy cái bài thứ hai nhé, và mình bỏ phiếu cao đó, là một phần là cái sự lôi cuốn của bài hát, cái tính thuyết phục có một cái với một cái tác giả mới, và anh này thực ra thì như ta biết là hiện nay cũng chưa được mặt chúng tên, có lẽ là còn có một cái sự cân nhắc, nhưng mà trong rõ ràng trong cái cuộc vận động cho dân chủ dân quyền của Việt Nam mà xuất hiện quầy hát giọng hát như thế rất là đáng khuyến khích, và đặc biệt là các bạn nghe clip của bài nhạc tác giả này, ta sẽ thấy có một sự hứng khởi và rõ ràng là cũng rất là sắc sảo, mặc dù là như anh nói là chưa được đọc tên, không phải là xuống nước lắm. Tôi nhận định rằng là cái bài này sẽ có một cái sự đánh giá cao trong cái thi này. Trở lại với cái bài đầu tiên của anh Nguyễn Sơn Giang, cái bài này thì rõ ràng là đối với anh cái bài này anh rất là truyền cảm, nhưng mà rõ ràng là cái chúng ta bây giờ là bài số hai, là phải nghe kỹ luôn, là nghĩa là nó có tinh thần sự tác động và tinh thần để thích lớp trẻ em yêu quê hương mình hơn, đúng không anh? Cái bài số hai này hay cái giá là tôi thấy cái bài thứ hai tôi còn cảm thấy cái điểm nữa là rõ ràng trong cái xu thế chung của xã hội hiện nay, để mà chọn lên tiếng của một người mặc dù là chưa biết mặt chưa tên, nhưng mà rõ ràng cũng là cái điểm trọng yếu xa hơn. Nếu mà các anh giờ anh thật sự là người học nhà thì mà các em đi tập là phải đi để các tập không nhạc sĩ mà phải cũng là mình, cho nên khi mà rõ ràng là khi mà cái bước đi cái lựa chọn của người ta mà cho mà cái công việc mà dĩ nhiên là tôi nói như thế không có nghĩa là cái clip này là khác tới được nha, các bạn xem clip thứ hai của bài cái tác giả mới này á, không bây giờ rất là nguy đúng không, mình đánh giá cao cái bài này. Vậy dạ cảm ơn anh Khai, bây giờ theo mình nữa nha, bây giờ mình chờ lại đi, bây giờ không có gì phải chịu chặt trong chuyện mà hỏi đó, giờ anh chạy mình á, bây giờ phải chia nhau hỏi nhau chứ, bây giờ mình thấy là theo mình á, mình cứ hỏi mình với nha, để với mình là một nhạc sĩ khác gì, nhưng mà mình phải hỏi kéo vấn đề nào mình hỏi nữa, nên mình hỏi cái bây giờ cái bài số ba là bài thứ ba đó, là bài thanh niên chiến dịch của Phạm Huy Chương, thì theo mình thì mình có một số thể chia sẻ cho mọi người biết để nhận xét mình có cách chung ở trong đây là mình đưa ra cái gì nhỉ, và anh cho các chị hát. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Kiều Phương cũng như là anh Nguyễn Công Thanh. Mặc dù đây là một cái show của một cuộc chạy nước và là cuộc biểu diễn, nhưng quan điểm chúng tôi muốn truyền tải đến mọi người là những cái suy nghĩ riêng tư, những cái đánh giá riêng tư của chúng tôi trong một cái trạng thái là dân chủ, không có gọi là đảng này không xin đảng
một cái ý tưởng của anh em nào cả. Vâng, cảm ơn Quân đã cho mình cái câu hỏi về cái bài spa là anh thương dịch một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Vì thưa mọi người cũng như anh Phai An đây thì mọi người cũng biết rằng là mình cũng biết viết nhạc rồi đi tù, mình nghệ sĩ mà. Khi mà mình thấy đang nói về cái bài số 3 á, là rất là nhiều người á, họ gọi là họ ngẫu hứng. Vâng, khi mà em nhận được cái clip này thì và thí sinh này là cũng nói rằng đây là một cái sự ngẫu hứng để mà họ hát, họ muốn truyền tải đến cái cộng đồng trong tương lai này là phải có phải có cái tính cộng đồng nhiều hơn là cái tính cá nhân đó. Thì mặc dù rằng là như hai anh chia sẻ nãy giờ là cái bài số 3 là không được đầu tư về chủ đề âm thanh. Vâng, mình xác nhận ở đây là cái cuộc thi là tìm kiếm giọng hát đấu tranh, nhưng mà đôi lúc là hai anh hồi nãy giờ là hai anh là có hơi hơi đi cao quá cho cái bài số 2 là khi đến nước Long Quy. Vâng, mình không có phủ nhận là cái bài này nó không có dở. Vâng, mình đưa cái bài này bài số 2 là cũng vì một bài đã vì những cái công việc riêng không có thời gian để chuẩn bị cho cái chung kết này và bạn đã dừng bước giữ chừng nên mình đôn cái bài khi đất nước Long Nguyên, bài rất hay, một cái kiếp giọng rất trẻ mà mình không có bàn tới cái bài là rất hay, nhưng mà mình bàn tới cái kiếp giọng, mình bàn tới cái kiếp giọng đó. Bài rất hay thì đẹp sẽ có cái giải The Song sắp tới của tuổi trẻ nước như là Đặc Biệt Music sẽ khởi xướng, thì mong rằng cái bài này cũng sẽ là một trong những cái bài đích nhất để mà chúng ta có thể lựa chọn đạt cái thứ hạng cao. Và trở lại cái vấn đề là tính cộng đồng và cái bài xoay ra anh đi chính trị nhưng mà anh đi tù đâu, anh đi chính trị không trả lời mình sẽ là anh đi chính trị có người nào ở đồng cái này. Anh đi chính trị mà bây giờ nó không thì bắt đầu đó là mình phải dạy là tất cả mọi người là anh đi tù không chính trị không, nhưng mà tôi đi tù nên là tôi nhìn cái bài này mọi người hát tôi rất là thích đó, cái con tù riêng anh nhớ tôi bây giờ là theo mình làm bây giờ thì hỏi mình nào với một cái bài mà anh đi chính trị thì mấy chị á hát cái bài thì mình mong muốn nếu một cái giải mình sẽ có chất lượng và sẽ có nhiều người tham gia, nó có cách mà nó tự nhiên hơn một cộng đồng hơn. Cộng đồng thì mình theo cách của mình là mình muốn làm sao cho vừa hình ảnh và vừa âm thanh hay là vừa cách hát, làm sao là cho nó nên tới với nhau, nó gần với nhau, làm sao cho tác động được mọi người. Thì đó là cái mà theo cách của mình nhìn nhận, và là thì theo cách của mình thì mình cũng muốn như vậy không, và mình thấy như thế nào nếu mà giả sử bây giờ mình rất là thích à mấy cô đã đúng mặc dù cái tuổi và mặc dù không phải ai cũng chuyên môn, tại vì cái giải này mình không cầu cả lắm trong cái chuyện mà phải hát hay hay hát giỏi là sự phải như nào, quan trọng chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó, tinh thần gì đó, cái mà chúng ta thích, tại vì nếu mà hát hay hát giỏi thì đôi khi người ta lại tham gia. Bây giờ những người mà như cần những cái người mà nghe nói là thế nào đó, cái dòng nào đó thì bất chợt như là một quan của bài hát như là những nhạc sĩ một bài hát tác giả của người đó khi đến lúc là nguy mà thì cái tác giả đó cũng chẳng hoàn toàn nhưng mà thật sự là đó là những cái mà mình đang đi tìm, đó là những cái mà mình phải làm sao cho mọi người, cho những người đó cũng như là trở lại cái tên mà anh đi chính trị thì ba bốn con với chị này hát thì mình thấy thì đó là cách hát, đó là cách hát thì mình cố gắng những cái đó lần sau nếu mình tiếp tục cùng đồng hành với lại cái cuộc giải này đó thì nghĩ là mình cũng phải giúp mình cũng phải tư vấn giúp cho mấy chị phải làm gì, ví dụ giờ đánh với một cái guitar chẳng hạn đúng không ạ, quý vị hiểu không, thế là đánh một cái guitar và mấy chị ngồi hát có thể quay đó cùng nhau
nó cũng là cách để gọi là cộng đồng đưa đến nhau. Và nếu mà có âm nhạc, có cái nhạc beat mà mình hát ở ngoài thì những cái gọi là cái nghe, người nghe mình hát nhạc beat thì lại không nó bị lời đạp, nó lại không được đón nhận theo cách nó có một những gì đó về 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 đến cái gọi là được không, chuyên nghiệp không ha. Thì mình theo mình á là cho cái ý là nếu các chị tiếp tục tham gia thì mình sẽ thích cái cách thức mà cái kiểu mà phong trào mà trong cái cộng đồng tương phát như vậy không theo mình thì sao? Thì tất nhiên là ở đâu cũng vậy, khi mà có cái phong trào để đấu tranh cứ tiến lên cho sự thật, cái sự công bằng ở đây thì cái tính cộng đồng nó được mọi người gọi là luôn tiếp nhận. Và mình cũng thực sự mà nói là đánh giá về cái chuyên môn về âm nhạc cái bài này thực sự mà nói gì do cái tính cộng đồng nên rằng là thí sinh chính họ đã bị các bạn đồng môn ấy là làm cho mình có sự trải nghiệm trong cái nền nhạc. Tôi lúc đầu là cái chiếc dòng này thực sự mà nói nghe về chuyên môn thì rất là hay, bài công nghiệp rất hay đó. Thì cái bài thứ hai cũng vậy, anh Nguyễn Ngọc Già thì mình không bắt ngại về cái tình đấu tranh của anh và ngay cả cái chiếc dòng của anh truyền tải. Và một cái vì bản thân anh cũng là một phụ tù, thực sự mà nói là một cái mấy người có về cái sự cảm xúc âm nhạc nên là anh truyền tải theo cái cảm nhận riêng của anh. Và chính là vì anh là một phụ tù nên anh mới sử dụng cái bài này để mà anh muốn níu kéo cộng đồng hãy nhìn thực tế và hãy làm việc thực tế để cho cái số lượng tù nhân chính trị đang bị tù quan thì phải được thả hết. Đó là cái tâm nguyện của anh. Cái chức năng của anh là quả cải của mình anh. Một người nghe thông tin là cho nên khi các bạn nghe thì thậm chí là những chiếc khác mà đã thể hiện những bài Việt Nam và bài rõ ràng là chất lượng nhập của nhiều nhưng mà tôi nghĩ tôi bất kiên về bài này là những tôi nói như vậy là có khi nó có một mà cộng đồng là cái bài gọi ngọt ngào đông đưa miền cát trắng in dấu chân xưa về qua con sông vắng từng đêm trăng vỗ bờ dịu dàng lặn mùi êm dòng lệ thấm níu bước anh về anh sẽ khi đất nước tôi lâm nguy cầm tay nhau ta đứng lên vì tương lai của nước nhà một ngày cũng không thể đem bán máu xương của cha ông để gìn giữ nó sống nước Việt. Hãy bảo vệ quê hương đừng để bọn cường quyền ban nước. Có những chiều mưa vẫn vớt lạnh đem cả hồn thu tới lòng bao nhiêu chàng trai tay siết mạnh thầm khen ngày về quê bác ơi im nghe từ đồng hoang phố phường còn mênh mang một niềm thương nhớ chung đưa
không mơ ngày về. Thì bây giờ đó, nếu mà anh thì nãy giờ anh thì nãy giờ anh cũng quay đó, anh quả quyết là cái bài số 2 này anh cũng biết đó, vì cái bài số 2 là anh bảo là cái bài đó có nó có một cái chất lượng rõ ràng, vừa có thể về thu âm hoặc là người ca và người làm nhạc, cũng như là có sự tác động cho các lớp trẻ, cho tất cả mọi người đang thao thức về mật tượng. Thì như vậy tôi theo tôi thì cái bài số 2 tôi cũng như thế không? Tôi cũng ủng hộ theo cái nhìn nhận về chuyên môn mình chia sẻ ở đây là cái bài số 2 là bài Kỳ Đất Nước Lâm Quý. Thì cái bài đó là cái bài tôi nghĩ là bài đó là được giải nhất trong cái đợt thi này. Còn như cái bài anh sẽ về và cái bài anh chỉ chính vì cũng là anh không đó, nhưng mà tôi nghĩ là chính vì tên anh đó nên là tôi theo tôi đó, theo cách của tôi thôi, là tôi sẽ cho hai giải, nó là một là đồng giải đồng hạng đó, đồng giải gì chứ còn không có giải có hai giờ. Tôi không biết cái lúc cái bài anh đi chuyên đề thì nó có cái tính cộng đồng mà theo các chị là tinh thần rất là cao đó. Còn đó anh mà hát cái bài mà anh sẽ về đó là cái anh đó thì cái giọng chất giọng phải rất là trầm ấm và mạnh mẽ, nhưng lại một cái là bây giờ đó là không thể xếp xếp hạng theo cách mà phải bỏ người này và bỏ lại mà để đu bước được, không có ai nhận. Anh có trả lời, nhưng mà theo em tôi tùy thôi, thì tùy hai anh. Còn theo em thì theo cách của em thì nên là em chọn là giải ba, cái bài số 3 anh đi chương trình và bài số 1 là anh sẽ về là hai giải đồng hạng gì, để mai mốt chúng ta sẽ có cái giải 3 giờ chúng ta dễ dàng quá lắm. Chúng ta dễ dàng lắm, chúng ta để ra nhiều giải quá đó. Rồi mình không có tiền đâu, mình nó chắc còn bán luôn cái đồ làm nhạc của nó đó. Cho nên là bây giờ mình thở đầu cách của em theo dạ, quý vị sao? Không phải cái đó theo cách mình. Theo ý anh thì ba cái bài hát này thì như thế nào? Cái góc độ riêng của anh nhìn nhận. Thứ hai là đó là cái bài, đó là bài mình đã nói rồi thì em cũng đã chia sẻ. Bài số 2 là bài khi mà lần đầu tiên anh nghe em là anh chẳng này. Rồi có như là ý là anh là anh thích bài số 2 rồi nghe đô lên. Còn hai bài kia là bỏ nó, bây giờ coi như được giải nhất thôi anh hai. Bây giờ mình có một cái giải nhất thôi, nhưng mà hai bài kia thì đâu. Mọi người cũng đã thấy là nhạc sĩ Trần Phong cũng như là anh Nguyễn Ngọc Thanh đây đến với cái chương trình bằng cái sự gọi là tình yêu những cái đất nước đã cùng nhau giết cũng như là cái cuộc hòa bình trên cái tinh thần là thức tiến lên cho sự thật và công bằng. Hai anh đến với cái trái tim yêu thương dân tộc Việt Nam, nhìn về cái hiện trạng hiện tình đất nước ngày hôm nay bằng cái trái tim mà không mạnh tới cái vấn đề tiền bạc, và mình cũng muốn nói đến đây và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thanh cũng như là nhạc sĩ Trần Phương vì cái thông tin cho cái phong trào đấu tranh qua tất cả tiếng hát. Thì thực sự mà nói mình phải trở lại những chuyên môn đúng, thực sự mà nói không có bàn cãi về cái bài hát số 2 chất giọng trẻ, chất giọng trẻ, mặc dù rằng là anh sẽ về cũng như là anh đi chiến dịch là những gương mặt gọi là nổi trội đi đầu trong cái phong trào đấu tranh cho Việt Nam có được nhân quyền dân chủ tự do, nhưng mà cái bài số 2 ở đây thì là một cái bài mình rung lên. Dù rằng em không được mọi người like, có thể rằng là cái sức hút của chương trình cũng như là cái tên tuổi Trần Quốc Bình nó có chưa được phổ quát đến với mọi người, thì cũng mong rằng qua cái chương trình này có được sự nhận xét rất là chuẩn mực của góc độ chuyên môn là nhạc sĩ Trần Quân, cũng như là một cái góc độ về thức tiến lên cho một Việt Nam dân chủ là anh Nguyễn Ngọc Thanh đây, có sự công tâm nhìn nhận
ba cái clip thì cái bài số 2 là cái bài được ưu ái để gọi là thông qua trong cái chương trình tìm kiếm việc làm 2018 của cả nước. Trước hết cho em xin cảm ơn chương trình The Voice Freedom với ca khúc Khi đất nước lâm nguy. Thì em không nghĩ mình đạt được cái giải quán quân của chương trình. Tuy nhiên thì với sự yêu mến của khán thính giả cũng như của ban giám khảo thì em đã được ca khúc của em đã được đón nhận một cách nhiệt tình. Và em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người cũng như ban tổ chức đã có một cái chương trình thật ý nghĩa để những người muốn nói lên tiếng lòng của mình và gửi gắm những nỗi niềm khi đất nước mình đang gặp lâm nguy, gặp những cơn khốn cùng. Và mong rằng là em sẽ được dấn thân và nhiều hơn, được đóng góp nhiều hơn trong chương trình sắp tới, chương trình The Song, cũng như là thể hiện nhiều ca khúc hơn để mà nói lên nhiều tiếng nói, nhiều trái tim của dân tộc Việt mình. Xin cảm ơn. Hãy bao về quê hương, đừng để bọn cường quyền ban nước. Xin đừng dạy xéo quê hương tôi, nỗi đau từ bao đời. Đừng tan phá quê hương tôi chỉ vì lòng tham. Đồng bào hãy kính chào quý khán thính giả, tôi là tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già. Tôi vừa nhận được tin với nhạc phẩm Anh Sẽ Về, lời thơ Trần Huỳnh Duy Thức, soạn nhạc Trần Vũ Anh Bình. Tôi may mắn thắng được giải nhì với trị giá 250 USD. Tôi kính chuyển số tiền nhỏ này đến các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thông qua văn phòng Công lý Hòa Bình của dòng Chúa Cứu Thế như là lời tri ân của tôi. Chân thành cảm ơn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và cuộc thi. Tạm biệt. Không lắng nghe bao nhiêu tiếng nói vô vọng vì quyền tự do bị áp bức. Hãy thức tỉnh hôm nay để ngày mai không phải nô lệ. Hỡi những kẻ mưu mô vì đồng tiền mà để mất nước. Xin chào tất cả bà con và các anh chị em. Tôi vừa hay tin là tôi đã đạt được giải nhì trong cuộc thi tìm kiếm giọng hát đấu tranh do cháu Trần Vũ Anh Bình trong nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước cùng với Đinh Nguyên Kha trao tặng. Và thêm một giải nữa là người lớn tuổi trong cuộc thi này, người lớn tuổi nhất trong cuộc thi này. Tôi rất mừng, và mừng hơn nữa là sau khi mà bốn chị em tôi gặp nhau trên Sài Gòn đã cùng nhau hát một bài hát để nhớ về những kỷ niệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Cũng không ngờ là bài hát của bốn chị em tôi lại được đặt cách, được trao giải cộng đồng và được 4 triệu đồng. Bốn chị em tôi rất là vui mừng và cũng rất là mong cái cuộc thi này sẽ được nhân rộng ra cho tất cả các cô bác, anh chị. Hát hay không bằng hay hát. Cái tính chất cộng đồng, mình sẽ lan tỏa những bài hát quê hương, những bài hát về tình cảm, những tù nhân lương tâm, về cha mẹ, về các anh chị em. Tôi rất là mong cái cuộc thi tìm kiếm giọng hát đấu tranh sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian và được rất nhiều người ủng hộ. Và cũng xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con và ban tổ chức đã trao giải cho tôi một người mẹ của hai tù nhân lương tâm. Tôi rất là cảm ơn. Hãy cùng nhau đứng lên, chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Hãy biết yêu quê hương và hành động từ hôm nay. Chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Tôi đại diện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Hồng Nguyên. Cảm ơn chương trình The Voice Freedom của Tuổi Trẻ Yêu Nước đã trao món quà cho nhân tâm Nguyễn Nguyên là 4 triệu rưỡi. Hiện tại thì Nguyễn Nguyên đang
bị tù 2 năm. Và tôi thay mặt anh Nguyên gửi rất là cảm ơn với chương trình The Voice of Freedom của tôi yêu nước. Xin cảm ơn. Đất nước tôi lâm nguy, cầm tay nhau ta đứng lên. Vì tương lai của nước nhà một ngày cũng không thể đem bán. Máu xương của cha ông để gìn giữ non sông nước Việt. Hãy bảo vệ quê hương, đừng để bọn cường quyền ban nước. Xin đừng dạy xéo quê hương tôi, nỗi đau từ bao đời. Đừng tan phá quê hương tôi chỉ vì lòng tham. Đồng bào hãy để con tim mạnh chúng ta làm gì khi đất nước ta lâm nguy. Hãy cùng nhau đứng lên, chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Hãy biết yêu quê hương và hành động từ hôm nay. Chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Vì tình yêu đất nước quyết giữ gìn non sông Việt Nam. Khi đất nước tôi đau thương vì quan tham không lắng nghe, bao nhiêu tiếng nói vô vọng vì quyền tự do bị áp bức. Hãy thức tỉnh hôm nay để ngày mai không phải nô lệ. Hỡi những kẻ mưu mô vì đồng tiền mà để mất nước. Xin đừng dạy xéo quê hương tôi, nỗi đau từ bao đời. Đừng tan phá quê hương tôi chỉ vì lòng tham. Đồng bào hãy để con tim mạch chúng ta làm gì khi đất nước ta lâm nguy. Hãy cùng nhau đứng lên, chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Hãy biết yêu quê hương và hành động từ hôm nay. Chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Vì tình yêu đất nước quyết giữ gìn non sông Việt Nam. Cầm tay nhau ta đứng lên. Vì tương lai của nước nhà một ngày cũng không thể đem bán. Máu xương của cha ông để gìn giữ non sông nước Việt. Non sông nước Việt này là của chúng ta. Hãy bảo vệ quê hương, đừng để bọn cường quyền ban nước. Xin đừng dạy xéo quê hương tôi, nỗi đau từ bao đời. Đừng tan phá quê hương tôi chỉ vì lòng tham. Đồng bào hãy để con tim mạch chúng ta làm gì khi đất nước ta lâm nguy. Hãy cùng nhau đứng lên, chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Hãy biết yêu quê hương và hành động từ hôm nay. Chiều con tim hô vang, chúng ta là dân Việt. Vì tình yêu đất nước quyết giữ gìn non sông Việt Nam.